Nếu như mà bạn đang tìm cách giảm ngứa vùng kín tức thì ngay tại nhà thì đây là ba cái phương pháp bạn có thể dễ làm nhất. Thì phương pháp đầu tiên đó là các bạn trị ngứa vùng kín bằng lá trầu không nhé. Lá trầu không có tác dụng rất là tốt, nó có tính chát, đắng và có tác dụng sát khuẩn rất là tốt. Thì bạn lấy một nắm lá trầu không vỏ lát, đun sôi với 2 lít nước và sôi trong vòng từ 2 đến 5 phút, sau đó để nguội. Các bạn pha với một chút muối để cho nó thành cái nước muối loãng, nước lá trầu không với muối loãng. Thì khi đó các bạn dùng để rửa ngày 3 lần và các bạn lặp lại như vậy. Thì nếu như mà bạn là người mà bị ngứa lần đầu ấy thì gần như là hiệu quả 100% luôn và hiệu quả tức thì luôn các bạn nhé. Nó rất là tốt, những bạn nào mà bị ngứa thì dùng lá trầu không này là cực kỳ tốt luôn. Là nếu như ở trong vườn nhà bạn có thì đây là gần như là cái phương pháp có ngay tức thì và tốt nhất. Tiếp theo là các bạn có thể dùng cái cách thứ hai, đó là trị ngứa vùng kín bằng lá trà xanh. Thì bạn lấy một nắm lá to nhé, lá trà xanh mà cái lá màu xanh thẫm ấy, tức là nó đã già rồi ấy. Thì sau đó các bạn vò qua đi, lấu với lại 2 lít nước sôi, sau đó là đun sôi từ 2 đến 5 phút để nguội, cũng cho thêm một ít muối. Sau đó thì các bạn dùng để rửa. Với cái cách này thì các bạn sẽ giảm được cái ngứa do cái nấm Candida nó gây ra. Và các bạn làm 2-3 ngày liên tục như vậy thì nó sẽ hết được cái tình trạng ngứa do nấm gây ra. Nếu như mà bạn nào bị nấm Candida thì các bạn có thể dùng lá trầu không nhé, à dùng lá trà xanh nhé. Thế còn cách thứ ba đó là trị ngứa vùng kín bằng lá ngải cứu. Thì các bạn lấy một nắm lá to ngải cứu, các bạn lấy cả thân luôn. Sau đó các bạn đun với 2 lít nước, để sông cũng được mà các bạn để nguội. Sau đó thêm chút muối như kia và cũng rửa vùng kín ngày 3 lần. Thì cái loại này thì sẽ giúp cho các bạn hạn chế những cái ngứa do mà cái vết thương nó gây ra, ví dụ trong giao hợp mà các bạn bị xước, bị gì đó thì các bạn có thể dùng cái cách này thì sẽ rất là nhanh lành. Hoặc là ngứa do cái nhiễm trùng tạp khuẩn khi mà các bạn lội nước hay là cái gì đó mà các bạn ở trong môi trường bẩn ấy, thì các bạn có thể dùng cái lá ngải cứu này, cũng thường là có sẵn trong vườn để các bạn trị nhé. Nhưng ngoài ra nếu như các bạn chưa dùng, tức là các bạn đã dùng ba cái biện pháp bên trên mà chưa hết ngứa ấy, thì các bạn có thể nghĩ tới cái việc là sử dụng thuốc. Thì thuốc đông y trị viêm nhiễm phụ khoa chúng tôi thì chủ yếu là dành cho bạn nào mà bị tái đi tái lại nhiều lần thôi. Còn nếu như mà các bạn mới bị thì các bạn có thể chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho nó nhanh. Thì bạn nào mà bị tái đi tái lại thì có thể liên hệ chúng tôi để chúng tôi tư vấn thêm. Và sử dụng thuốc thì thuốc nó rất là nhạy và nó có tác dụng rất là tốt với những bạn mà bị lâu rồi chưa khỏi, hoặc là các bạn bị tái đi tái lại nhiều lần, thì các bạn dùng thuốc đông y này cực kỳ hiệu quả luôn các bạn nhé. Thì chúng tôi cũng đã điều trị cho rất nhiều bạn bị ngứa vùng kín, bị nấm Candida hay là nấm Chlamydia đã khỏi bệnh rồi. Các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và sử dụng chỉ một liệu trình thôi là sẽ hết ngứa luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.